non vừa ra bên ngoài nha quý cô chú anh chị. Nhanh nha. Thì sáng sớm mà chị Hồng Loan cũng vừa đi ra bên ngoài thì bắt gặp được cảnh này thì cũng quay lại chia sẻ cho quý cô chú anh chị đang xem trên kênh nè. Dạ. Thì sáng chị đi mua đồ ở bên quán cà phê nha quý cô chú anh chị. Mỗi buổi sáng thì chồng một bơm cũng hồi nãy vừa đi giờ cũng vừa về tới ông anh cũng mua hộp cơm thì rất là cơm tấm nha quý cô chú anh chị, mua cho vợ yêu của mình hai phần, một phần cơm và một phần bún. Thì em cũng đứng ở xa để cập nhật lại ở nhà chị Hồng Loan cho quý cô chú anh chị xem. Thì làm gì cũng phải có cái sự riêng tư cho chị Hồng Loan. Thì anh em, mấy anh em YouTube đang đứng đây quay lại chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì hậu nhân cũng vừa lên tới dạ để mà cập nhật cho quý cô chú anh chị xem. Thì vừa lên tới thì cũng bắt gặp được chị Hồng Loan vừa đi ra bên ngoài đi mua đồ. Thì cũng như buổi sáng ngày hôm nay chị Hồng Loan cũng như là các anh nhân viên trong cho bên trong cũng đã dọn dẹp và cửa sạch sẽ như sáng. Hồi sáng là hồi nãy hậu nhân lên là thấy có một cháu của chị Hồng Loan cũng ra nhà trước dọn vệ sinh sạch sẽ để mà đón khách và bên trong mua hàng cũng như là khách đặt hàng từ xa. Bây giờ chị Hồng Loan cũng cầm trên tay hai ly cà phê của chú anh chị. Rồi, hai ly. Chị sống rất là đơn giản luôn nè quý cô chú anh chị. Rồi đi vô uống cái cưng vô. Dạ. Buổi sáng chị Hồng Loan cũng ra cũng đi mua cà phê về cũng chúc anh em có buổi sáng tốt lành. Thì anh em cũng chúc là chị có một buổi sáng thật là vui vẻ. Chị mua hai ly cà phê, như một ly cà phê là mua cho chị uống, một ly cà phê cũng như là đem lên cúng cho nghệ sĩ Tú Linh cũng như là một người cha thân yêu của chị. Ngày nào chị cũng làm những việc này. Trước tiên thì trước khi mà mở cửa buôn bán là chị sẽ đi ra bên ngoài để mà làm gì thì làm cũng phải mua một ly cà phê dâng lên cho người cha thân yêu của mình một ly cà phê. Đó, thì chị đang ở bên trong cũng đang đốt một nén nhang ở quý cô chú anh chị. Đó, đang đốt một nén nhang. Đốt nén nhang cho nghệ sĩ Tú Du Linh. Rồi cùng một ly cà phê cho quý cô chú anh chị. Hiện tại cửa bên trong á thì quý cô chú anh chị sẽ nhìn không thấy rõ tại vì có một cái dàn lưới màu đen á nên quý cô chú nhìn không thấy rõ. Tại vì nếu mà nhìn kỹ ra thì quý cô chú sẽ thấy cái đỏ ở trong đúng không? Chị đang thắp nhang ở trong á. Cô này là phải có cái là
nói với anh phát gạo thì cũng có phát, cũng có đợt có học có chặt này, thì chừng nào mà có cách của Mạnh Thường Quân đó phát á thì chị Loan mới phát đúng không? Chứ đâu mà tự nhiên đợt thích cái đến đập cửa, thích cái đến đập cửa xin. Có khán giả là Loan đó. Thì nói chung là mà trong lúc đó, sao các cô đến xin giúp đỡ sao không hiểu chuyện ta, đúng không? Mình là đâu phải là mình làm lại nó nghe đồn rồi chị Loan cho lỡ lại xin nữa, mà nghe đồn thôi mà chị Loan đâu có gạo đâu mà cho, không biết là nghĩ đi. Em không biết là như thế nào, ví dụ như mình đến xin những người có hoàn cảnh thật là khó khăn đây đi đứng không được đúng không, làm không ra tiền, mà đây là những người mà nói chung là mình kêu gọi làm sao cho nó gọi là lại con người cũng ngon lành đó đó, cũng đi xe máy ngon lành luôn mà cứ đến xin giúp đỡ cái đó, sao mình không đi làm cái việc gì đó, ví dụ như mình đi làm mà xin vào làm tập vụ này hay là bán vé số cũng vẫn kiếm sống được thôi. Tướng mà thấy chạy ngon lắm. Dạ xin xin tướng đó ngon hơn em luôn anh. Giờ tôi hỏi anh nè, cái tướng vậy là đi ở xin gạo luôn chị Loan làm có đồ đâu mà cho đồ, muốn nghĩ là đâu phải người ta buôn bán, đâu phải là cho đâu. Mà riêng thì có đồ hay không là em không nói bỏ ra một bên nha, mà em cứ tiếp nghĩ rằng các cô đến xin giúp đỡ sao mình không lựa cái giờ mà mình đến nhà người ta buôn bán mà anh mới mời sáng đến xin đúng không? Mình thấy mình chị chị Loan dạ đó, sáng sớm lỡ đâu phải nhà tài trợ gì đâu dạ đó, xin chị Loan đúng rồi rồi. Chị Loan thì con cái cũng con vào tuổi đi học, bốn năm đứa đâu phải là một đứa đâu, ta buôn bán gì cái lời lắm gì đâu mà lợi sinh hoài rồi. Ngày nào cũng dạ. Đó thì ngày hôm qua cũng có một các cô cũng đến 4-5 người luôn á anh, nhưng mà giờ mấy anh em mình nói thì không có dám quay chia sẻ nha đó, mà ngày hôm nay thì mới sáng sớm em cũng thấy là nó hơi nói chung á thì nhiều khi các cô xem video thì các cô sẽ nói tụi em này kia. Tại cũng có một cô cũng vừa mua đồ bên trong ra những cô chú anh chị thì sáng sớm ngày hôm nay á chị Loan cũng vừa ra bên ngoài mua đồ ở trong thắp nhang cho nghệ sĩ Tú Vũ Linh, xong rồi thì cũng có một cô vừa đến luôn cô Năm đậu cho rất là nhanh luôn quý vị, cô Năm đậu một cái là khách tới liền. Và video cũng khá là dài rồi, nhưng xin kết thúc video nha. Chúc cho quý cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe.